Một mùa xuân nữa lại về, mang đến cho mọi người bao niềm an vui và hạnh phúc. Mùa xuân cũng là mùa của sự gắn kết, sự sẻ chia trong tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Trong những ngày qua, để chuẩn bị đón mừng năm mới Giáp Thìn 2024, các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm đã cùng chung tay chăm lo Tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để mọi người, mọi nhà đều có Tết. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ngoài quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo từ ngân sách tỉnh, đến nay toàn tỉnh cũng đã vận động được 46.610 phần quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 17,1 tỷ đồng. Ngoài ra, cấp huyện và cấp xã đã vận động được 40.565 phần quà. Với số lượng quà Tết này, Vĩnh Long đảm bảo mọi gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn đều có quà Tết, tạo sự vui tươi, phấn khởi cho mọi người. Nhờ mặt trận mà vận động cho quà đó, đường bột ngọt rồi gạo nữa, cũng cảm ơn nhiều dữ lắm. Cũng vui mừng nữa, đỡ lo được một chút, Tết mừng dữ lắm. Các cấp ủy đảng cũng đã tập trung là giúp đỡ kịp thời, tạo mọi điều kiện cho cái nhân dân, cho bà con mình đó, đặc biệt là những bà con khó khăn đó, rồi các gia đình chính sách đã có một cái phần, những cái phần quà tuy là không lớn nhưng mà nó đã làm cho cái bà con mình vui vẻ, là hân hoan để đón mừng một cái Tết rất là sum vầy và hạnh phúc. Nhà nước rất là quan tâm với cái hộ chính, trước hết là hộ chính sách, cái thứ hai là hộ nghèo, rồi cận nghèo, rồi hộ những hộ khó khăn vừa thoát nghèo năm 2023 thì đều có quà hết, thành ra từ đó thì dân rất là phấn khởi, là đón mùa xuân là rất là hạnh phúc. Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, người dân phấn khởi còn có niềm vui từ những công trình mới. Các tuyến giao thông được xây dựng, tạo bộ mặt mới, điều kiện mới để nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Chỗ thị trấn Vũng Liêm được con lộ thế này thì dân ở trên đường này cũng như của thị trấn Vũng Liêm ta rất là vui, rất là mừng. Rồi phấn khởi phát triển về kinh tế, hộ gia đình càng ngày tốt hơn. Tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng cho thành phố Vĩnh Long, mà cụ thể tôi thấy là mấy cái công trình mà lớn đó, nó mang tính là bứt phá, thì đây là những cái công trình mà chúng tôi thấy rằng nó vừa là mỹ quan của đô thị nhưng nó là vừa là những cái động lực để cho thành phố Vĩnh Long phát triển. Năm nay thấy là ai cũng phấn khởi hết, vui mừng dữ dằn lắm. Thứ nhất là con đường đẹp đẽ, thứ hai nữa là dịp Tết này là xe tải rồi vô chở hàng quá lưu thông rồi dễ dàng dữ lắm. Trong không khí chuẩn bị tất bật của những ngày cuối năm, người dân tỉnh Vĩnh Long càng thêm vững niềm tin vào sự phát triển của tỉnh nhà trong năm mới. Và từ niềm tin đó, họ đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn trong lao động, học tập để góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh nhà trong năm mới.